Thưa quý vị và các bạn, tương truyền vào năm 1258, quân Mông Cổ tràn vào nước ta. Để bảo toàn lực lượng, vua Trần Thái Tông đã ra lệnh cho quân sĩ rời kinh thành Thăng Long, trở về đóng quân tại khu đất cao Làng Thứa, nay thuộc phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Với kế sách chiến tranh, du kích, vườn không nhà trống, quân dân Đại Việt đã làm tiêu hao không biết bao nhiêu sinh lực của kẻ thù, khiến cho chúng phải quẫn bách về lương thực và khốn khổ về đời sống vì không hợp khí hậu, thủy thổ. Vì thế, sử sách còn có câu Cồn Sơn quần khởi, vạn thủy ánh hồi để nói về địa thế và sự linh thiêng của vùng đất Làng Thứa trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược. Theo sử sách, xã Dị Sử xưa kia có tên là Làng Thứa. Đây là ngôi làng có vị trí đắc địa, nằm trên thế đất Long Trầu Hổ Phục, một vùng đất linh thiêng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Làng Thứa nổi tiếng là vùng đất văn hiến, cách mạng và anh hùng. Thời nào ở Làng Thứa cũng xuất hiện những người văn võ toàn tài. Trong làng có nhiều đình chùa cổ, nhưng nổi tiếng nhất là đình Thứa và chùa Thứa. Tại đây còn lưu giữ nhiều cổ vật hiện vật, nhiều dấu tích rất có giá trị về lịch sử, văn hóa, quá trình đấu tranh cách mạng, quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Trong những năm từ năm 1942 đến năm 1945, đình chùa Thứa là nơi che chở nuôi dấu các đồng chí cán bộ cách mạng cao cấp của Đảng. Đó là các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Lê Liêm, Lê Quang Đạo, Trần Thị Minh Châu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Làng Thứa đã cùng nhân dân trong khu vực vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 1946, sau khi bội ước, thực dân Pháp đã kéo quân về đóng bốt tại Làng Thứa. Năm 1951, chúng dự định sẽ san phẳng Làng Thứa để lập thành vành đai trắng. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Làng Thứa đã đoàn kết bên nhau, mưu trí dũng cảm đối phó với kẻ địch, khiến cho bọn chúng phải thất điên bát đảo. Tiêu biểu trong phong trào chống giặc cứu nước là cụ Ba Ái, cụ Đội Thụy, cụ Lý Si và cụ Trợ Sương. Vì thế Làng Thứa không những không bị tàn phá, không trở thành vành đai trắng mà còn trở thành một cơ sở cách mạng tin cậy của Đảng. Từ xa xưa, Làng Thứa xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào đã nổi tiếng với câu ca: Ai về phố Thứa đường Hào, dừng chân xuống ngựa, ghé vào Đại Bi. Đại Bi chính là tên tự của chùa Thứa. Đây là ngôi chùa rất đặc biệt bởi ngoài thờ Phật, chùa còn thờ Đức Bà Pháp Vân, một trong bốn vị tứ pháp tín ngưỡng của nền văn hóa lúa nước. Có phần tạo nên sự đặc sắc của ngôi chùa là những pho tượng cổ. Độc đáo và quý hơn cả là pho tượng cổ Phật Bà Pháp Vân. Đây là pho tượng cổ quý hiếm của chùa Đại Bi còn khá nguyên vẹn. Vì thế mà người xưa đã có câu: Trời Tây có Phật Di Đà, trời Nam ta có Phật Bà Pháp Vân. Tượng Phật Bà Pháp Vân cao 1 mét với tư thế ngồi thiền. Đỉnh đầu nổi lên một hòn ngọc lớn sát vàng, dáng tượng thon thả, tay phải đưa lên ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra phía trước như đang thuyết pháp. Tay trái đặt lên đùi, lòng bàn tay ngả ra phía trước với ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, đây là bức tượng cổ rất có giá trị về lịch sử và nghệ thuật điêu khắc. Pho tượng Đức Pháp Vân là một pho tượng, theo tôi là một pho tượng quý. Thứ nhất là nó vẫn theo một cái phong cách trong truyền thống nghệ thuật tạc tượng của Việt Nam còn giữ được. Mà ngày nay nếu có làm tượng Phật là người ta lại phải học tập cái cổ để mà tạo dựng những pho tượng mới theo phong cách truyền thống của nhà chùa. Di vật này tôi thấy là còn nguyên vẹn. Thứ nhất là tượng Phật và các tượng mẫu nói chung bao giờ người ta thể hiện cũng là vai xuôi, là nó trong một cái khối gỗ mà người ta được đục chạm, mặt trái xoan, tai dài và chảy xệ xuống, cổ thì bao giờ cũng cao, cổ cao. Thì đấy là những cái tiêu chí mà ta có thể nghĩ rằng đó là vẫn bảo đảm cái chất lượng của truyền thống để lại. Pho tượng Đức Pháp Vân ở đây, ta thấy cái tác phẩm này nó mang tính chất chung của tất cả những pho tượng
được tạc ở các ngôi chùa hoặc là được tạc trong thời kỳ từ thời nhà Trần trở lại đây thì tôi nghĩ cũng đã là đáng quý lắm rồi. Tại khu thượng điện của chùa còn lưu giữ được nhiều bức hoành phi rất có giá trị về lịch sử và nghệ thuật điêu khắc. Bức đầu tiên và cũng là bức lớn nhất có khắc ba chữ Đức Lưu Quang, ý nói Đức được lưu lại, tỏa sáng, lưu truyền mãi mãi về sau. Bức kế tiếp khắc bốn chữ Linh Quang Vô Cực, ý nói đây là ngôi chùa linh thiêng, ít nơi sánh bằng. Cổ nhất và được chạm khắc công phu nhất là bức hoành phi với bốn chữ lớn Thắng Địa Đình Loan, dịch nghĩa là nơi đây là vùng danh thắng, có xe loan của nhà vua đi qua và ngự giá chốn này. Nằm trong cụm di tích đình chùa Thứa còn có một ngôi tháp mang tên Linh Quang Vô Cực, dịch nghĩa là ánh sáng linh thiêng của Đức Phật tỏa ra vô hạn. Ngoài chức năng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình chùa Thứa còn là cơ sở bí mật nơi nuôi giấu các đồng chí cán bộ cách mạng. Những dấu tích còn lại trên tháp Linh Quang Vô Cực đã phần nào nói lên tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường của quân và dân ta đối với kẻ thù. Tháp Linh Quang Vô Cực là ngôi tháp khá độc đáo, tháp cao 7 tầng, được xây dựng năm 1937. Tháp được xây dựng theo phong cách giao thoa, kiến trúc Đông Tây. Đây là lối kiến trúc có sự kế thừa và biến điệu của tháp cửu phẩm Liên Hoa. Tháng 1 năm 1947, giặc Pháp đã kéo về và xây dựng đồn bốt tại làng Thứa. Chúng đã phá toàn bộ phần nóc của tháp Linh Quang Vô Cực, xây thêm một cái bốt canh gác cao 4,5 mét. Cạnh bốt có 3 gian hội quán, nhưng cũng bị chúng phá hủy hoàn toàn. Dọc thân tháp hiện còn khá nhiều vết đạn của quân và dân ta chiến đấu với kẻ thù. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình, chùa Thứa, nhiều thứ đã đổi thay, nhưng ngôi tháp Linh Quang Vô Cực vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Đây là dấu tích lịch sử để tố cáo tội ác của kẻ thù và là minh chứng cho tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của quân và dân ta. Thời kỳ tôi bé, các cụ muốn nói là cái này là hội quán thì các cụ mới bình thơ này, học chỗ hát nôm này, rồi nghĩa là các cụ bàn về tất cả các cái việc mà nho giáo. Địch nó về, nó pha luôn cái đó và nó xây cái bốt cao lên để nó quan sát xuống tận dưới chỗ ân thi cơ. Thì đồng thời cái hội quán này nó cũng pha luôn, rồi nó đóng bốt. Phật giáo truyền về đây, thì người ta đã xây cái tháp này rồi. Từ những năm 45 đến năm 54 thì là bắt đầu người ta, Pháp bắt đầu mới đóng bốt ở đây. Đóng bốt đây thì bắt đầu mới lấy cái tháp ấy, bỏ Phật tượng đi, lấy cái tháp đấy để làm một cái bốt canh. Thì phá đi mất cái đỉnh tháp, thế là tới mất 3 tầng ở trên. Thế còn cái vẫn còn chữ lại đấy, là cái chữ cũ của cái tháp này vẫn còn. Theo dân gian, Pháp Vân là một trong 4 yếu tố hợp thành tứ pháp, gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi. Đó chính là 4 vị thần tượng trưng cho mây mưa sấm chớp. Từ cổ xưa cho đến nay, hàng năm cứ vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, nhân dân làng Thứa và quý khách thập phương lại tưng bừng mở hội, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Cùng với những giá trị đặc sắc về lễ hội truyền thống, những dấu tích lịch sử ẩn chứa trong lòng đình Thứa, chùa Thứa như cổ Phật, bà Pháp Vân, tháp Linh Quang Vô Cực, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh lấp lánh những sắc màu huyền thoại. Với những giá trị vật thể, phi vật thể hết sức độc đáo, đình chùa Thứa đã đang và sẽ trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn trên quê hương xứ Nhãn.